Mình xin chào nhà nhé. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi xây ngang rừng nha ơi. Ngày mới mình cũng xin chúc cho toàn thể quý ông bà cô bác, bạn bè gần xa đang xem video mình ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Mình đi xây ngang mình sẽ các em mình sẽ ghi hình lại nha, xem giải trí cho vui nhé. Ngày mới mình cũng xin chúc cho toàn thể anh em đồng nghiệp đi xây ngang trên mọi miền tổ quốc sang thật nhiều heo nhé. Nhà cả nhà thực trang mình đi xây ngang nhé. Mình xin chào nhà nhé. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi xuyên ngang rừng nha ơi. Mình đi đến đây mình phát hiện một tổ eo nha ơi. Đây, một tổ eo nhìn khá to nha ơi. Mình nhìn thấy có bánh nhọn bộ mặt nó phi rồi nha ơi. Nhìn thấy rất dễ thương luôn rồi nha. Đây, tổ eo đứng sát đường cái không ai lấy nha ơi. Đây, đường cái đi nè nha ơi. Đường cái đi lên xuống mà không ai thấy nha ơi. Đường cái chạy mòn hết đây. Ở phía trong là đây đồng nghiệp cũng lấy một tổ rồi mà đi ra không thấy tổ này nha ơi. Tổ này mình thấy bộ mặt nó phi rất dễ thương luôn nha ơi. Giờ cả nhà là đồng hành video mình lên chinh phục của em rồi nhé. Mình đã tạo gói xong, giờ ở đâu mình lên chinh phục của em rồi nhé nha. Cả nhà đồng hành video mình nhé. Giờ bắt đầu lên nha ơi. Lên tới tụi em rồi nha ơi. Tụi này có nhọn rồi nha ơi. Wow, tụi này hung quá nha ơi. Ăn coi mặt rồi nha. Wow, bộ mặt rất đẹp luôn nha ơi. Wow, bộ mặt khá ươm luôn. Wow, bộ mặt rất đẹp luôn. Wow, phần này nha ơi, đẹp gương rồi nha. Wow, bộ mặt rất đẹp luôn. Xem rất đuốc. Vâng nha. Wow, bộ mặt rất đẹp luôn. Bên đây đang đóng trăm vôi lại nè nha ơi. Đó, rất đẹp luôn này nha. Đó, rất đẹp luôn. Quá êm luôn nha ơi. Bánh nhọn vừa đẹp luôn nè nha. Bánh nhọn vừa đẹp luôn. Bánh nhọn vừa đẹp luôn. Wow, bộ mặt nha ơi. Wow, bộ mặt nó phần được nút mà. Rất hấp dẫn luôn. Wow, nha, nhìn thấy bộ mặt phần đáng rồi nha. Rồi, tổ này khá hung rồi nha ơi. Tổ này khá hung mà. Bộ mặt nó phần được nút rất đẹp luôn nha ơi. Nút nút mà rất hấp dẫn luôn nha ơi. Rất hấp dẫn luôn. Rất hấp dẫn luôn. Em bắt đầu đáp lại nè nha ơi. Em bắt đầu đáp lại. Khá to, bộ mặt rất hấp dẫn luôn. Wow, bộ mặt đứng dưới như thế nó phình mờ luôn nha ơi. Bộ mặt để dưới thay phình rất hấp dẫn luôn. Wow, đứng ngồi chân luôn nha ơi. Wow, bộ lâu gạt tối này rất hấp dẫn luôn. Đóng trăm bôi được cái cầu này nha. Ăn đặc biệt. Wow, ăn bị tứ hương luôn. Con này rất hung luôn. Giờ mình sẽ lấy mấy cầu lấy mặt ăn nha ơi. Giật đòn lấy mặt nha ơi. Wow,
mình lấy lần đầu lấy bò phân hòa nha, cái đòn lấy bò phân hòa này. Còn canh kết mật ong luôn. Ta lấy mật, ta bỏ thân ho này nha rồi. Wow. À, thân ho nó đếm cũng khá nhiều này nha. Rồi, ok rồi. Hết mật rồi. Còn bao mật không này nha ơi. Ồ, ăn cứ nó đáp vô. Đáp vô bao mật. Đáp vô bao mật nha. Ôi, cứng. Đã cứng luôn nha. Sắp cứng luôn. Ôi à. À. Không đứt. Wow, bò mặt đấy nha. Bò mặt rất dẫn luôn. Đây nha, mình lấy xong rồi nha ơi. Wow, bò mặt rất đẹp luôn này nha ơi. Con này còn lít mấy nha ơi. Ừ, khá êm luôn nha. Tụi em xác từng cái không ai lấy. Không, rất đẹp luôn. Rồi. Thôi thời lượng video đây. Mình xin chào nha nhé. Mình sẽ review nha, xem tụi em nhé nha. Đây, mình đến đây phát hiện tụi em khá to nha ơi. Đóng lúc bên ngọn dài kìa nha ơi. À, tụi khá to nha. À, mình đang đứng ở dưới tụi em nha ơi. Ủa, cả nhà nhìn lên thấy to gương mà nha. Ủa, nó dài hơn 1 mét luôn nha ơi. Nó bơi đông quân khiếp rồi nha. Đây, mình lên thấy mình thấy có bao mật nó phi rồi nha ơi. Để mình lên thì có mật em không nha ơi. Cả nhà đồng hành video mình nhé. Ủa, mình lên gần tới tụi em rồi nha ơi. Ủa, coi dài gai quá nha ơi. Ủa, dài. Dài mù mịt hết luôn rồi. Nằm dưới là đường cái. Đây. Tụi em ở đây này nha ơi. Đó nha. Đây, tụi khá to nha ơi. Tụi rất đông quần luôn nha ơi. Wow, đám nhanh nhỏ. Đám nhanh nhỏ nha ơi. Đó. Wow. Cả nhà thấy to gương. Đó, tầm độ hơn mét đó nha ơi. Bởi đông quân đó nha ơi. Mình không biết có mật không nha ơi. À, mình cứ lên hên xui rồi có mật mình lấy, không có mật rồi mình xuống nha ơi. Giờ nó sát đường cái này nha. Tụ đông gương đó nha ơi. Nó đóng cửa chặt hai luôn nha ơi. Chặt hai một hướng qua bên kia nữa nha. Hai hướng luôn. Wow, chưa bung ra em nào luôn nha ơi. Bây giờ mình vô tiếp anh nha ơi. Không, nó đếm gỡ chặt hai luôn á nha. Wow, tổ bậu. Rất đông quân luôn. Đó. Mình vô tiếp thử có mặt luôn nha ơi. Wow. Giỏi phú trên diệt luôn. Mình định bỏ đi mà thấy tiếc quá. Lỡ mình lên luôn nha ơi. Mình không lấy người khác họ không lấy nha ơi. Rồi lỡ mình vô thử có chút mặt nào mình lấy. Rồi em đi vô khác nó làm nghe cái đi luôn nha ơi. Đó nha, thấy mình lên tới tụi em rồi này nha. Mình không biết có mật không nha ơi. Sợ bơi nó ở trong rừng già nó nữa nhộng đông quân nó ra nha. Ra dở bị hố lắm nha ơi. Đó nha. Rất to luôn. Cả nhà thấy to gương rồi nha. Đây là ra rừng non mà thấy đám 1 mét mấy rồi. Mình không biết có mật không nha ơi.
Mình không lấy thì nó người khác không lấy nha ơi. Hy vọng là có mật nha ơi. Hy vọng là mật. Có bánh nhộng à. Có bánh nhộng là có mật nha ơi. Có mật rồi nha ơi. Hên quá. Wow. Wow. Wow, có mật mà phân hoa nhiều nè nha ơi. Wow. Tụi nó tôi có em non dài. Ông đông dài mà mặt nó không được nè nha ơi. Wow, bờ mặt nó dài 40 cm nha ơi. Wow. Có mặt là ôm rồi nha ơi. Cái mũi chặt hai nữa nha ơi. Wow. Bên đây nha xem này. Đấy, cái này thấy chặt hai vô phân đá rồi nha. Chỗ chặt hai mặt nó phân rất đẹp này nha ơi. Đó. Chỗ chặt hai mặt nó phân rất đẹp luôn. Mặt rất dài luôn. Có non dài. Có non dài. Đó, em nói nha ơi. Wow, bộ mặt này dài nè nha ơi. Bộ mặt dài khiếp mà. Wow, bộ mặt rất dài luôn nè nha ơi. Rất dài luôn. Rất dài luôn đó, nha. Rất đẹp luôn. Wow. Em nhờ đang đáp lại này nha ơi. Wow. Đây là mọc đây bỏ phân hoa nha ơi. Wow. Giờ lấy mọc nha ơi. Wow, phân hoa này. Phân hoa này có loài sói sói rất chất lượng này nha ơi. Mình không có lò sói nha, phao nén nóng khô nha. Wow. Phân hoa nhiều quá nha ơi. Wow. Phân hoa rất nhiều luôn. Con này đang phân hoa lộn xộn. Đây mà còn 10 ngày nữa ngon rồi nha ơi. 10 ngày nữa tới lượt mình nha ơi. Mình lấy em vô rừng lại đếm rồi nha. Bộ mặt rất đẹp luôn. Wow, giờ còn mặt không nha ơi. Đó, giờ còn mặt không, giờ lấy mặt nha. Nha, mình lấy được nhiều mặt rồi nha ơi. Đó, nhiều đây cũng được ngày công rồi nha ơi. Rồi sáng mình cái ô cái mình đỡ 10 ngày mình vô người ta không lấy mất rồi nha ơi. Ngày thấy là mình lấy rồi nha ơi. Đỡ 10 ngày là quay vô ô mất được rồi nha ơi. Thôi thời lượng video này kết thúc nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc nha. Chào nha, tiếng mấy nha.